Rau sạch cho bà con ơi. Rau sạch mùa Giáng sinh khuyến mãi cho bà con ơi. Mua 3 tặng 1, không mua cũng cho luôn. Trời ơi, rau ở đây là nghe em chồng là rau bao giường luôn. Trời ơi, hồi hết rồi đừng có khóc à. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Trời Chê nha. Hôm nay Trời Chê sẽ tiếp tục cái series gọi là tặng quà miễn phí cho người nghèo nha mọi người. Đây, mọi người nhìn này. Đó, đây là sạp rau nha. Nhưng mà trời đất ơi, rau gì đâu dưới đất nè. Đó, không có nhãn mát mà. Mất vệ sinh nha mọi người. Ê, hai người đâu tới đây mà ăn nói cái miệng thú quá rồi ta. Trời ơi. Hello anh chủ sạp rau Niền Găng mà còn xăm mình là người không đàng hoàng nha mọi người nha. Đừng có tin tưởng nha. Ê, sao mà đẹp trai đẹp gái mà mở miệng ra câu nào cũng khùng cũng điên chứ vậy? Mà tin cái này tao sáng vô đầu thái bay không? Trời ơi, hung dữ. Trời ơi, hung dữ. Mà tặng gì? Nó tặng rau nè. Rau vừa héo, vừa nát, vừa quéo queo. Trời ơi, không có được cái gì đâu. Mọi người đừng có lấy rau này nha. Ê, tụi tôi tặng rau cho bà con là tặng miễn phí. Tặng từ cái tâm. Còn anh chị ở đâu mà đi tới đây làm được gì cho xã hội chưa? Nói chuyện nghe thấy ghét ta. Đúng. Khi nào mà hai bay mà cho được người ta cái gì thì tụi bay hãy nói chuyện với tao. Tặng quà. Để đây. Bé dâu, ra lấy mấy cái phần thịt cho cấp vô đây em. Trời ơi, Giáng sinh mà ai đi tặng rau đúng không? Mình phải tặng thịt nó, thịt nó mới ăn mới có chất á. Đây, thấy chưa? Đó, hôm nay là hả, nhân dịp Giáng sinh, trời ơi, chơi tôi chơi lớn luôn. Tặng phần thịt cao cấp. Đó, tặng cho người nghèo. Ai nghèo mới tặng thịt nha. Đây. Đừng lấy rau, rau ghê lắm. Nè, dòng cái thứ này làm mày đừng có can tao, tao qua tao quất nó thiệt. Thôi, can đi. Nó thích tặng ai nó tặng. Bà con được thêm quà chứ có gì đâu. Rồi, đây thịt nha mọi người, đi mọi người. Đó, bây giờ là tôi phát thịt nha mọi người. Rồi, cảm ơn chị. Chị nè, nhớ share và follow kênh Trời Chê nha mọi người. Lo dọn đi. Trời, nó tặng thiệt kìa. Trời ơi, coi quán quá. Ngon chị. Chị ơi, chị. Hả? Chị mượn hộp thịt coi cái đi không? Nè. Ngon hả? Nè, 250, không thấy 1 đồng nha. Rồi, thịt của em nè. Rồi, đủ rồi. Rồi, mà thấy này đâu phải thịt mới đâu. Chứ thịt cũng ôi ôi rồi. Mà mua nhiều không thấy bà giảm giá gì chưa? Trời ơi, em ơi, mấy đằng kia kìa, người ta bán 80 ngàn một ký, chị bán có 55 ngàn một ký à. Mà em lèn ngàn giá cả bà vậy em. Mà thấy thịt này đâu phải thịt mới đâu. Nó ôi ôi rồi, với lại mua nhiều. Thôi giờ không mấy, bà giảm giá tôi 54 ngàn đi. Mốt mua nhiều nữa ha. Thôi được rồi. Nè, chị bớt cho em đó. Lần sau nhớ ủng hộ chị nha. Rồi. Mà anh, em thấy thịt nó đã ôi rồi anh còn mua tặng người ta làm gì? Lỡ người ta ăn vô người ta đau bụng rồi sao? Mẹ làm lo quá. Nhà nghèo tặng thịt sướng thấy bà đặt đòi hỏi. Mà mấy thịt này thịt ôi chứ không phải thịt hư đâu. Giờ ăn đau bụng. Coi như xui đi. Vậy là chơi chơi đi mọi người. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cái series là tặng quà cho người nghèo nha. Ở trong sớm này luôn. Đó, hôm nay là sẽ tặng trực tiếp trên live luôn. Mọi người lên view cho em đi mọi người ơi. Rồi. Đây, thịt cao cấp nha. Lên view em mọi người. Cao cấp thiệt không? Hay mày đi mua hàng ôi, hàng thiêu mày cho bà con ở ngoài chợ. Ê, tụi bay chui đâu ra hả? Rồi, ăn nói gì du quan cho người tốt à? Trời ơi, tốt con khỉ tao nè. Đây mọi người nhìn đây. Đây, nhìn đây đó, đây cái bọc thịt nè. Nhìn ngon á, tưởng ngon á, không có ngon đâu nghe mọi người. Đây em kể cho mọi người nghe. Hôm qua nó mua ở ngoài chợ nè. Nhà nghèo tặng thịt sướng thấy bà. Bà đặt đòi hỏi. Với lại thịt này thịt ôi chứ đâu phải thịt hư đâu. Giờ ăn vô đau bụng đúng không? Coi như xui đi. Về đứng đó làm gì?
Tao nói mày nghe nè, có đi làm từ thiện á thì đi mua đồ tốt, đồ ngon để tặng cho bà con, giúp đỡ người ta. Chứ có đâu mày đi mua ba cái đồ kiểu này. Cái giống của mày là cái giống gì chứ không phải giống người. Ê, mày nói ai cũng giống là người mày. Thì tao nói ai tự biết. Đừng có gì mấy cái danh lợi hảo ở trên mạng á mà bán rẻ lương tâm mày nha nha. Ờ, nè nhìn nè, đồ quá cho nhiều người chửi nè. Nè thấy không, ê thằng khốn nạn nè, thất nhân ác đức. Ôi chửi nè nè, đó nè, nhìn thấy gõ mặt nó rồi mọi người, đó thấy không, nè thằng thất đức nè. Đi. Ê, ủa một cái đống thịt này sao? Trời đi đâu trời? Đó thấy không, làm chuyện ác một cái anh bóp bốt cái là chạy liền nữa, thấy không mọi người? Nó chạy à? Thôi em bữa nay em bóp bốt nhiều thôi, bữa nào em rảnh bóp bốt tiếp. À, chào mọi người. Xong muốn là dòng cái thứ mà ham mà mấy cái thứ mà nổi tiếng này nọ các kiểu á, mà cái gì cũng làm á, cái thứ này là đáng chê đáng trách. Ủa mà khoan, hồi nãy tụi nó nói là tụi nó có cho cái gì người ta, giờ mình tính sao? Bây giờ mày đi theo tao, tao với mày đi mua thịt mới để tặng cho bà con. Rồi cái đống này tính sao? Cái này thì dục bỏ đi chứ ăn uống gì ba đồ thiếu này. Ờ thôi đi. Đó nè, rồi bắt đầu like. Hello mọi người, em bắt đầu like nghe. Đó em like từ thiện nè. Đó thấy không. Rồi mọi người vô nè, nhận quà từng người một nè. Không có mà hấp tấp, không có mà gì hết trơn. Ai cũng có phần hết trơn á, đừng có chen lấn nha. Đó. Cô anh thịt nè. Rồi cái này rau nha. Em cảm ơn anh nha. Vô luôn chị ơi, tới tấp đi. Trời ơi, còn quá trời luôn rồi đó. Phát cho chị đi. Nhìn chị quá trời. À, trong này có rau củ với thịt luôn á. À, nói nào ngay, tụi em không có gì nhiều hết. Có một xíu thịt với rau củ gửi chị coi như là quà Giáng sinh. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ nha. À, ba chị. Ôi, hết người rồi, em xuống like. Hết đi lắm. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Chắc nha. Mà ê, tao thấy nãy tao livestream quá cho nhiều người coi. Không may tao mày làm idol tớp tớp đi. Thôi, tụi mình làm từ thiện á, làm từ cái tâm để giúp đỡ mọi người có ngày Giáng sinh. Chứ có phải mà như cái tụi gì hồi bữa chờ ê chê gì đó, nó tìm mọi cách để nó nổi tiếng. Thôi mày ơi, tao không có ở không đâu, tao làm bởi cái thứ vô giới đó. Nè đây, tao nói cho mày nghe, mục đích của tao là muốn là mọi người đều làm việc tốt như tao với mày, từ thiện nè, thấy không? Với lại á, tao là muốn mọi người là có một cái Giáng sinh ấm áp, chứ không có muốn ba cái thứ mà dở dãi đó đâu. Thì thà tích cực vậy đi, tao chịu. Rồi thử mở điện thoại lên cho em lại thử coi. Tao ơi, muốn nó có liền rồi đại ca. Đó không. Hello lần nữa nha mọi người. À, chúc mọi người là một cái Giáng sinh thật là ấm áp vui vẻ nha mọi người ơi. Với lại á, mọi người hãy nhớ tới quán em nhận rau miễn phí nha mọi người ơi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.